Chào các đồng chí và các bạn. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Cụm thi đua số 1 khối an ninh nhân dân tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2018. Làm rõ lái xe ủi cán bộ công an trên đường phố. Bắt hai đối tượng cho vay nặng lãi. Cuối chuyên mục là phóng sự hệ lụy từ tín dụng đen. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Sáng ngày 23 tháng 10, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc kiểm tra chéo kết quả phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2018 tại Công an tỉnh Lâm Đồng. Năm 2018, bám sát khẩu hiệu hành động, chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy chính quyền, chỉ đạo, giải quyết, xử lý nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tham gia bảo vệ an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đã triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, kết hợp phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Cũng trong năm 2018, Công an Lâm Đồng đã đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Sau khi nghe báo cáo, kiểm tra thực tế, Công an tỉnh Đắk Lắk thống nhất với những kết quả mà Công an Lâm Đồng đã đạt được trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2018 và đề nghị lên cụm thi đua số 6 Bộ Công an xét công nhận danh hiệu thi đua cho Công an Lâm Đồng. Chiều ngày 23 tháng 10, cụm thi đua số 1 khối an ninh nhân dân Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2018, thực hiện khẩu hiệu chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả do Bộ Công an phát động. Năm 2018, các đơn vị khối an ninh nhân dân đã triển khai phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tiếp tục tổ chức học tập và triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của ngành về tăng cường chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, bảo vệ bí mật nhà nước, tăng cường phát hiện và phòng chống các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phối hợp đảm bảo an toàn các mục tiêu kinh tế trọng điểm trên địa bàn. Với thành tích trong công tác, năm 2018, các đơn vị khối an ninh nhân dân được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng 9 bằng khen, 103 lượt tập thể cá nhân được các cấp tặng giấy khen. Tại hội nghị tổng kết, các đơn vị đã thảo luận và đề nghị Hội đồng thi đua Công an tỉnh công nhận danh hiệu thi đua cho các đơn vị có thành tích nổi bật. Hội Phụ nữ Công an tỉnh vừa tham gia hội thi Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi năm 2018 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tham gia hội thi có 14 đội đến từ Hội Phụ nữ các huyện, thành phố và các đơn vị cơ sở. Hội thi là hoạt động thiết thực có ý nghĩa góp phần tích cực vào việc tuyên truyền về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác phụ nữ, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Đây cũng là dịp để cán bộ hội gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động hội tại cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhiệm vụ công tác hội, thúc đẩy nâng cao chất lượng hoạt động đồng đều giữa các tổ chức cơ sở hội trong tỉnh. Nhằm nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy và chủ động xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4. Tình huống giả định là sự cố xảy ra khi tia lửa hàn xì rơi xuống vách ngăn tường dẫn đến cháy kho bảo quản tại tầng 3. Do tài sản trong kho là các vật liệu dễ cháy nên khi có cháy xảy ra, hệ thống điện bị chập, gây mất điện toàn bộ khu vực. Đám cháy lan ra toàn bộ tầng 3 và có nguy cơ cháy lan sang các khu vực khác. Khi sự cố xảy ra, lực lượng chữa cháy cơ sở lập tức báo động, thao tác các kỹ năng phòng cháy chữa cháy như cúp cầu giao điện, tổ chức di tán công nhân, chuyển hàng hóa, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Mặt khác, nhanh chóng điện báo cho Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh và tập trung dập tắt đám cháy. Kết thúc buổi thực tập, hai cơ quan đã đánh giá toàn bộ công việc phối hợp trong chỉ huy và tổ chức chữa cháy giữa hai lực lượng, từ đó rút ra những hạn chế nhằm đưa ra giải pháp hiệu quả nhất trong việc phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Ngày 15 tháng 10, Công an thành phố Đà Lạt phối hợp với Đại lý Ủy nhiệm Honda Ngọc Huệ 3 tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ với chủ đề An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai
tại trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Đống Đa, thành phố Đà Lạt. Tại buổi tuyên truyền, Công an thành phố đã thông tin nhanh về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong 9 tháng đầu năm 2018. Trong đó, có 55 học sinh bị lập biên bản xử lý về hành vi điều khiển phương tiện mô tô có dung tích trên 50cm khối khi chưa có giấy phép lái xe. Thông tin về luật giao thông đường bộ quy định xử phạt các hành vi vi phạm giao thông đường bộ, thực hành qua mô hình về kỹ năng điều khiển mô tô an toàn và việc điều chỉnh biển tên đường, biển báo giao thông tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Hoạt động tuyên truyền này đã giúp cho học sinh trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đống Đa có thêm cơ hội bổ sung kiến thức, kỹ năng cũng như ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, góp phần giảm thiểu số vụ cũng như thiệt hại do tai nạn giao thông, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui và an toàn. Ngày 23 tháng 10, Công an huyện Bảo Lâm cho biết đang điều tra vụ hai nhóm thanh niên dùng hung khí nguy hiểm truy sát nhau trên địa bàn. Hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy, lúc 20 giờ 36 phút ngày 17 tháng 10, khi nhóm của các anh Lê Ngọc Thông, 17 tuổi, trú tại xã Lộc Đức, và Huỳnh Dầu Tài, 25 tuổi, trú tại xã Lộc An, cùng ở huyện Bảo Lâm đang ngồi uống rượu tại một quán nhậu ở thôn 11 xã Lộc An, thì xuất hiện nhiều đối tượng cầm theo rượu phát, mã tấu, dao, lao vào chém loạn xạ. Bị tấn công, nhóm của Thông và Tài bỏ chạy, nhưng vẫn bị nhóm thanh niên này đuổi chém. Vụ ẩu đã làm nhiều thanh niên bị thương. Trong đó, Thông bị chém nhiều nhát vào tay phải, làm đứt gân cổ tay, ngón tay. Tài bị chém vào sau lưng, cả hai đã được đưa xuống thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Công an huyện Bảo Lâm đã vào cuộc điều tra, triệu tập một số đối tượng lên làm việc. Ngày 19 tháng 10, Công an thành phố Đà Lạt đã thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Hải Nam, trú tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, và Lưu Văn Thiện, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, cùng tạm trú tại 179 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó, tháng 12 năm 2017, Nam xin giấy phép thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ 779 và được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp giấy phép tại địa chỉ 179 đường Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt, với ngành nghề kinh doanh là tư vấn tài chính, kinh doanh bất động sản và cho thuê xe tự lái. Sau khi có giấy phép, Nam không hoạt động theo đúng ngành nghề đăng ký mà cùng các đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi. Các đối tượng đã tự in tờ rơi cho vay không cần thế chấp, mang dán ở các trụ điện và những nơi công cộng để quảng cáo. Người vay tiền chỉ cần thế chấp bản photo copy giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, và việc vay tiền núp bóng dưới dạng mua xe hộ, lãi suất từ 60 đến 438% một năm. Bước đầu, Công an thành phố Đà Lạt xác định các đối tượng đã cho khoảng trên 100 người vay tiền và thu lợi bất chính lên đến hàng tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Đà Lạt tiếp tục điều tra mở rộng. Và ai là nạn nhân của vụ án này, hãy liên hệ với Công an thành phố Đà Lạt để được giải quyết. Công an thành phố Đà Lạt đã xác định danh tính và triệu tập làm việc đối với Nguyễn Anh Tuấn, trú tại xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, đến làm việc để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, lúc 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 10, tổ công tác của Công an phường 8 thành phố Đà Lạt đang đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý ô tô vi phạm đi vào đường cấm tại đường Bùi Thị Xuân thì phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 49X3196 đi vào đường cấm. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe. Trung úy Trần Văn Bình, cán bộ Công an phường 8 ra trước đầu xe, dùng điện thoại ghi hình để làm chứng cứ xử lý thì bất ngờ chiếc xe lao tới, buộc Trung úy Bình phải bám vào cần gạt nước trên đầu xe và bị xe ô tô ủi đi khoảng 100 mét. Tuấn sau đó chạy xe về đường Trần Nhân Tông cất giấu. Tại cơ quan công an, đối tượng Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Công an thành phố Đà Lạt đang củng cố hồ sơ để xử lý Tuấn. Khoảng 15 giờ ngày 22 tháng 10, xe tải chở rau biển kiểm soát 49C-10050 do tài xế Trần Trọng, trú tại huyện Đức Trọng điều khiển lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng từ thành phố Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến khúc cua Đất Dỡ thuộc địa bàn thị trấn Đạm Ri, huyện Đạ Hoai thì bị mất lái tự lật, làm hàng chục tấn rau đổ tràn ra đường. Rất may, tài xế chỉ bị chảy xước nhẹ. Sau đó khoảng 20 phút, tại đèo Chuối thuộc địa phận thị trấn Madagui, huyện Đạ Hoai, xe khách biển kiểm soát 49B-01365 do tài xế Nguyễn Thành Luân, trú tại xã Đạ Sa, huyện Đam Rông điều khiển,
đang lưu thông theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt thì bất ngờ đâm trực diện vào bảng quảng cáo bên đường rồi lật. Trên xe lúc đó có 8 hành khách cùng tài xế và phụ xe, nhưng rất may mọi người chỉ bị xây sát nhẹ. Công an huyện Đạo Hoai đang điều tra nguyên nhân hai vụ tai nạn này. Khoảng 14 giờ ngày 19 tháng 10 đã xảy ra vụ cháy tại số nhà 251 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt. Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, trước khi vụ cháy xảy ra, có ngửi thấy mùi khét và sau đó thấy khói bốc lên nghi ngút. Ngôi nhà 251 Hai Bà Trưng, phường 6, Đà Lạt được anh Cao Xuân Hiệp, quê tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, thuê lại hơn một tháng nay để mở quán nhậu. Anh Hiệp đang tiến hành cải tạo lại ngôi nhà và khi hai thợ sắt hàn xì tấm la phong thì xảy ra cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy và gần 30 phút đám cháy đã được dập tắt, không để cháy lan. Vụ cháy đã gây thiệt hại nhiều tài sản trong quán với diện tích khoảng 300m² và rất may không có thiệt hại về người. Thưa các đồng chí và các bạn, tín dụng đen là hình thức cho vay không chính thống, nằm ngoài sự quản lý của pháp luật. Thủ tục cho vay đơn giản nhưng chứa nhiều rủi ro và nguy hiểm. Lãi suất cao, con nợ khó chi trả, dẫn đến phát sinh nhiều hệ lụy cho xã hội. Các chủ nợ dùng đủ mọi thủ đoạn để thu nợ, có khi là khủng bố, uy hiếp tinh thần, ép người thân phải trả nợ thay, hoặc buộc các nạn nhân phải giao tài sản để trả nợ. Lực lượng công an các địa phương trong tỉnh đã tăng cường đấu tranh, nhưng tình trạng hoạt động tín dụng đen vẫn còn ẩn chứa nhiều nỗi lo cho xã hội. Đá vô đây này, xong rồi vô đây là một đấm, vô đây một đấm là trong hình vẫn còn, đây đấm, nên là những cái này là đá này. Đây là một nạn nhân tại xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh. Chỉ vì trả nợ chưa đúng hạn mà nạn nhân này đã bị một nhóm người đòi nợ đánh, phải vào bệnh viện điều trị. Đòi nợ xã hội bằng bạo lực là câu chuyện không mới. Thế nhưng tình hình hoạt động tín dụng đen đang có chiều hướng gia tăng tại nhiều địa phương, trong đó có địa bàn huyện Di Linh. Phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời nguy cơ hệ lụy từ tín dụng đen là việc làm không thể xem nhẹ. Qua cái triển khai quyết liệt các biện pháp, thì chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp thì chúng tôi đã tập trung phối hợp với các lực lượng. Chúng tôi đã từ đầu năm 2018 đến nay chúng tôi chủ động là phát hiện bắt giữ được 4 vụ và kết quả thì chúng tôi đã xử lý hành chính là 3 vụ 6 đối tượng, là thu giữ phạt về các cái hành vi là in ấn các cái tờ rơi quảng cáo cũng như là dán các cái tờ rơi tại các khu vực công cộng. Còn đây là tang vật mà công an thành phố Bảo Lộc đã triệt phá trong vụ án cho vay nặng lãi. 6 đối tượng này gồm Nguyễn Hoài Nam, Tạ Trí Trung, Nguyễn Quốc Thành, Đỗ Đức Thắng, Nguyễn Trung Hoàng đều có hộ khẩu tại thành phố Hà Nội, cùng Mai Nguyễn Hoài Việt trú tại thành phố Đà Lạt đến Bảo Lộc tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi. Cả 6 đối tượng này đều bị công an thành phố Bảo Lộc khởi tố với tội danh cho vay nặng lãi. Để mà đòi thu hồi nợ thì bọn chúng thường dùng các cái biện pháp khủng bố về cái mặt tinh thần, như ném chất bẩn rồi là nhắn tin đe dọa đối với những cái con nợ chưa có tiền trả nợ và khó khăn trong việc đòi nợ của bọn chúng. Chính vì thế là đây là một trong những cái mà chúng tôi đánh giá rằng là cái nguy cơ tiềm ẩn để dẫn đến hoạt động tội phạm là rất cao. Phần lớn hoạt động tín dụng đen hoạt động âm thầm, hình thức cho vay không cần thế chấp tài sản mà chỉ cần có giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, số điện thoại nên rất nhiều người sập bẫy. Cách tính lãi rất cao, thường bị biến tướng như cho vay trả góp, vay lãi ngày, lãi tuần, lũy kế, thậm chí chuyển sang hình thức thuê mướn tài sản khác nên làm cho con nợ nhầm lẫn, có trường hợp lãi suất lên đến trên 400% trên một năm, gấp hàng chục lần so với quy định của pháp luật. Phần lớn các nạn nhân âm thầm chịu đựng cho đến khi bị đánh đập, khủng bố tinh thần mới báo công an. Khi đó vụ việc đã đến mức phức tạp, hậu quả khó lường. Chỉ riêng tại Bảo Lộc, khi nhóm cho vay nặng lãi bị triệt phá, lực lượng công an đã thu được 394 giấy vay nợ tiền. Điều đó cho thấy tính chất phức tạp, manh động của hoạt động tín dụng đen. Đa phần các đối tượng này là những đối tượng đã có tiền án tiền sự,
và có những cái hoạt động nó rất là manh động, nên khi mà đụng chạm đến lợi ích kinh tế thì nó dễ dàng dẫn đến cái việc là thực hiện các hành vi phạm tội khác, ví dụ như là gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích rồi cưỡng đoạt, và cũng có thể là sẽ dẫn đến cái việc là cướp tài sản. Hệ lụy của hoạt động tín dụng đen đang là vấn đề nhức nhối. Nạn nhân chủ yếu là tiểu thương, người lao động nghèo, thậm chí cả những nông dân vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc. Việc phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này không hề đơn giản. Do vậy, bên cạnh kết quả đấu tranh của lực lượng công an, thì rất cần sự vào cuộc của toàn xã hội trong việc phát hiện, tố giác thủ đoạn hoạt động tín dụng đen. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền, đoàn thể, các tổ chức ngân hàng, tín dụng cần tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn chính thống, tránh cạn bẫy tín dụng đen ngoài xã hội. Chuyên mục An ninh Lâm Đồng đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!